À, xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mật TV. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Đó thì sau Tết rồi cái mà bây giờ hôm nay trời chuyển mưa quá chừng luôn. Thì hôm nay mình cũng ở nhà vòng vòng vừa chăm sóc đàn cún, vừa chăm sóc mẹ mình. Đó, mẹ mình giờ nằm chỗ nè. Đó. Đây. Đó. Giờ nằm chỗ mà không đi đâu hết. Đó thì mình cũng ráng gượng tới đâu hay tới đó chứ giờ sao giờ cả nhà. Thì đàn cún thì tối ngày xung quanh mình nó thì buổi chiều hôm nay trời mưa, sân thì ướt nhẹp. Trời mưa thì sói vô đây ngồi chơi nè. Qua đây mình bơm ơi cái cây cái bông bây giờ trời nắng gắt cái trời mưa ra bông nè. Đó, còn bây giờ cây mai không còn bông còn cái cùi không à. Đó thì bây giờ mình bơm nước cho thằng cún uống cả nhà. Hôm nay chiều mưa cũng nãy mưa cũng 2 giờ mấy á nên vợ còn hơi ướt. Thì ăn sói thì bị ăn kem cái tối ngày ăn hiếp gừ chứ dạ sói nó cũng dữ dằn lắm cả nhà, nó không nó sợ ai hết trơn á. Đây chơi. Đây chơi nào. Đó, mưa ướt ác rồi, mới Tết vừa xong là mưa liền. Mà cái mùa này mưa mà ai mà đi cày cấy hay xả lúa là tiêu liền. Vài bữa nó có một cơn nắng hạn khoảng 2-3 tháng nữa nó mới có mưa luôn. Giờ mưa là do thời tiết ngoài Bắc nó lạnh á, cái chạy vô đây cái gặp không khí nóng cái nó mưa thôi chứ. Thôi. Nói dàn kem tối ngày cứ gừ gừ nè lại đây nè. Rồi. Chiều mưa mà đàn cuốn nó giỡn vui kìa. Hello, con là Hồng Ngọc nè. Ngồi dậy chơi, không có giỡn. Giỡn cái ngồi xuống đất luôn à. Hồng Ngọc này nó nịnh dữ lắm. Chơi với anh gấu đi.
Mấy đứa nhỏ này đang đòi ăn, nó nhảy vô thao ngồi luôn à. Lát đi ba mình đang trộn thức ăn, xé từ miếng thịt lột xương ra bỏ. Thịt gà nên xương nó cũng lớn nhưng mà ba mình không có cho ăn. Nói chung mà kỹ kỹ một chút cho nó khỏe ra cả nhà, chứ ăn mà có xương cái nó lỡ nó dính dính vô bụng cái nó rách cái thành bao tử hoặc thành ruột là nguy hiểm lắm, rồi chữa trị cực lắm. Nên mình thà lột cho ăn thịt không cho nó chắc. Thôi dần cái em dạ coi kìa, coi kìa đậu đen rồi, nó ăn xong nó ngủ vô thao ngủ à. Thôi nào, mai một lát quẩn quẩn cắt cái móng đeo của đồ la coi. Đồ la có cái móng đeo cao rồi, chuẩn bị nó còng vô cái một móng đeo của đồ la. Nó quay ba vòng nó mới ngồi kìa đó. Đó, cái móng đeo nó vòng vo luôn đó. Xối nè, ta lại ta nằm cũng không yên với dàn kem nữa. Thôi dàn kem nghe không, đi vô đây ta ngồi chơi cũng không yên. Đồ đen đó. Mỹ kem, đậu rồng, coca, cẩm thạch, kim cương, đủ loa, ngọc trai, bích hợp, gấu, dàn kem, sói dàn kem, mà sói nó không có phức phục được cái dàn kem. Mẹ vàng, mẹ gấu vàng, dàn kem lì. Ê, dàn kem lì béo ai, dàn kem lì. Lát chiều nay lấy cái motor xịt cái xăng coi, chờ mưa nó chạy lên chạy xuống, chạy lên xuống cái xăng vô luôn à. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Thì hôm nay cũng còn mùa xuân nha các nhà, cũng còn năm. Chúc cả nhà năm mới thật là nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc, công việc thuận lợi và làm ăn phát tài. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì lúc này mình ở nhà chăm sóc đàn cuốn cũng như chăm sóc đỡ đàn mẹ mình. Nói chung là mẹ mình nằm chỗ rồi, không đi, không có làm việc, không có đi đứng được gì hết trơn. Đó thì mình phải suốt ở nhà. Xin chào.